Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series học After Effects cơ bản cùng Tú Thanh. Thì trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể sắp xếp các cái layer cũng như là tạo vị trí cho nó đẹp và sử dụng camera 3D để tiến hành tạo cái hiệu ứng chuyển động cho nó. Thì ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau học cách là để tạo camera 3D như thế nào, cách xử lý những thông số cơ bản ra sao rồi. Thì bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu tiến hành cái quá trình gọi là sắp xếp thì các bạn sẽ click vào cái image holder 6 này. Các bạn nhấn cho mình phím Ctrl D. Đấy, để các bạn nhân nó ra thêm khoảng tầm thành 12 cái. Rồi các bạn click vào image holder 7. Shift, giữ phím Shift nhá. Đến image holder 12, click. Các bạn kéo nó xuống phía dưới này cho mình. Sau đấy, các bạn click vào đây. Các bạn chọn cho mình thành yellow. Và các bạn tích toàn bộ camera 3D cho những cái layer này. Đấy, như thế này. Sau khi các bạn đã làm xong như thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần hai cái màn hình top và màn hình active camera. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái 3 đây và 2 và 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái 4 chẳng hạn. Đây các bạn sẽ có cái 4 nằm ngay sau cái này. Thì chúng ta sẽ click vào. Đấy, các bạn click vào. Sau khi bạn đã click vào thì bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển nó lên phía trên cái ảnh này. Đây cái ảnh này đây, hay lên cái trên cái image holder đấy. Các bạn click vào, các bạn giữ, các bạn đẩy nó về đây. Đấy, như thế này. Đấy, các bạn đẩy nó về đây. Và không thì các bạn có thể đẩy lùi cái image holder này. Đây, cái image holder 2 này xuống phía sau một tí nữa. Đây, chúng ta đẩy lùi ra cho nó rộng. Đấy, đẩy lùi hẳn ra, như thế này. Rồi chúng ta click lại vào cái image holder 4 này. Các bạn đẩy nó lên. Đấy, nó nằm lên phía trên cái kia. Và sau đấy các bạn sẽ dịch chuyển nó lên phía trên này. Như thế này. Đấy, nó sẽ đè lên và chúng ta sẽ có một cái đường màu xanh đây, gọi là trục Z. Thì các bạn sẽ xoay nó. Đây, chúng ta xoay nó như này chẳng hạn. Đấy, chúng ta đẩy nó lên trên. Đấy, rồi, là chúng ta đã xong cái image holder 4. Các bạn click tiếp vào image holder 5. Xong, các bạn lại tiếp tục dịch chuyển nó. Đây, holder 5 thì chúng ta để nó lên trước cái holder 4 như này. Đấy, để nó lên trước. Đấy. Rồi, xong các bạn cũng dịch chuyển nó xuống dưới đây. Đấy, các bạn dịch chuyển nó xuống. Sau đấy chúng ta có thể thu nhỏ nó lại. Các bạn giữ phím Shift nhé, các bạn thu nhỏ nó lại. Đấy, xong các bạn dịch chuyển nó ra như này. Đấy, và chúng ta đã có cái 5. Bây giờ các bạn click tiếp vào cái 6. Thì chúng ta có cái 6 đây. Thì cái 6 chúng ta sẽ dịch chuyển nó sang khu vực phía bên này. Đây chẳng hạn. Các bạn để nó song song với cái 4 bên này nhá. Đây, hai cái nó song song. Đấy, rồi các bạn sẽ dịch nó lên trên. Như này. Xong các bạn click vào cái đường màu xanh này. Các bạn xoay nó. Đấy, các bạn dịch vào. Đấy, rồi. Xong chúng ta có cái 7, các bạn click vào 7. Các bạn cũng dịch nó lên trên này. Đấy. 7. Rồi các bạn kéo nó xuống. Đấy. Xong chúng ta lại xoay nó vào như thế này. Đấy. Rồi, đấy là chúng ta đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với image holder 8 này. Đấy, các bạn click vào, xong rồi các bạn sẽ dịch nó tít đằng sau như thế này chẳng hạn. Đây, các bạn để tít nó đằng sau. Đấy, các bạn click vào, các bạn kéo nó lên. Đấy, kéo cái ảnh kia lên. Đấy. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái này vào đây cho nó gần. Để nó phóng to lên. Đấy. Rồi, đây cái ảnh này chúng ta có thể chỉnh cho nó to lên một chút. Rồi, đấy. Và tương tự với cái image holder 9, chúng ta cũng làm tương tự. Đây, các bạn cũng click vào, các bạn kéo nó ra phía sau cái thằng 8 như này. Đấy, xong rồi các bạn cũng kéo dịch nó xuống phía dưới. Đấy, click vào đấy, kéo dịch nó xuống phía dưới như này. Đấy, rồi, là chúng ta đã sắp xếp xong cái gọi là khung hình đấy của chúng ta khi mà chúng ta tiến hành cái quá trình gọi là bố trí. Và đối với những cái image holder 10 như này thì các bạn chỉ việc gọi là dịch chuyển nó ra phía sau như này thôi. Đấy, các bạn cứ dịch chuyển nó ra phía sau. Đấy, 10 này. Đây, và chúng ta dịch chuyển tiếp image holder 11 này. Đây, các bạn kéo tiếp cái 11 ra phía sau như này. Đấy, các bạn kéo tiếp cái 12
bạn cũng thả nó ra phía sau như vậy. Đấy, bạn xếp nó ra phía sau như này. Đấy, rồi. Và để có thể cho nó có nhiều cái layer phía sau hơn thì các bạn sẽ nhân nó ra. Đây 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thì các bạn sẽ lấy từ 13 đến 18 các bạn thả xuống đây. Đấy, sau đó các bạn click vào biểu tượng màu vàng này, chọn thành yellow. Các bạn để cho nó thành 3D camera head như mình làm đây. Rồi các bạn sẽ cũng làm tương tự thôi. Các bạn chỉ việc kéo và dịch tất cả những cái này về phía sau. Đấy. Đấy. Để cho nhìn dễ hơn, các bạn chuyển nó về mục 2 view thôi. Và các bạn để cái view này của nó thành view top để chúng ta có không gian nhiều hơn đấy trong quá trình làm việc. Đây 15, các bạn cũng để ra đằng sau như này. 16, 17. Đây 18. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta tạo cái chuyển động cho nó? Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào mục Null, các bạn sổ chuột xuống mục Transform như thế này. Thế chúng ta sẽ căn ở đây là chúng ta sẽ có mục Position đây. Đấy, các bạn sẽ có mục gọi là phóng to đây. Đấy chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ ở cái thời điểm đầu tiên, chúng ta sẽ phóng to nó lên như này. Đấy, để cái khung hình nó không còn cái viền ở xung quanh nữa. Sau khi đã xong như này, các bạn click vào mục Position để chúng ta lấy keyframe. Sau đấy các bạn sẽ kéo đến dây thứ nhất chẳng hạn. Đây, chúng ta kéo nó dây thứ nhất như này. Đấy, kéo nó dây 1. Sau đấy các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ cho cái thông số này của chúng ta nó zoom ra. Đây. Nó sẽ về cái hiển thị đầy đủ như này. Đấy, chúng ta sẽ cho nó về mốc hiển thị đầy đủ. Đấy, như này. Sau đấy các bạn lại kéo tiếp đến dây thứ 3. Như thế là đến dây thứ 2 như này. Xong các bạn lại tích vào cái ô này để chúng ta tạo thêm một cái keyframe nữa để giữ cho cái ảnh nó đứng im. Sau đấy đến dây thứ 3. Đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? Chúng ta sẽ lại cho nó hiệu ứng này theo kiểu là nó tiến vào hàng loạt như này. Đây. Đấy các bạn thấy không? Tại sao mà mình để hàng loạt cái com là để nó đi qua một loạt như này. Đấy. Xong đến đây là hết. Đấy, chúng ta sẽ xem thử cái hiệu ứng này. Đây chẳng hạn. Đấy. Nó sẽ đưa này, đấy, xong nó sẽ zoom một loạt luôn. Đấy, nó sẽ đi một loạt. Thì tí nữa các bạn thay ảnh, các bạn sẽ thấy hiệu ứng zoom này. Nó sẽ đi qua rất là nhiều ảnh khác nhau. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta cho cái ảnh này của chúng ta nó zoom zoom? Thì các bạn sẽ mở mục camera này, sổ chuột xuống này, sổ tiếp xuống để lấy cái mục transform này. Xong các bạn giữ phím Alt, các bạn click vào chữ position. Ở bên này các bạn gõ cho mình mục angle như này, ấn Enter. Sau đấy các bạn gõ đây là 1 này, phẩy này, 50 này. Đấy. Và cái ở trên này cũng vậy, cũng tương tự Alt, click vào. Bạn cũng gõ cho mình là angle này, 1 này, 50 này. Đấy, như này. Thì sau các bạn sẽ xem này, cái ảnh của chúng ta nó sẽ có xu hướng nó hơi đu đưa một tí. Đấy, như các bạn thấy không? Nó sẽ hơi đu đưa. Đấy, thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng gọi là rung rung cho cái ảnh của chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm. Đấy, hoặc không các bạn có thể đổi các cái tham số như ở đây chẳng hạn, đổi thành 0,50 này chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ thấy đấy, nó sẽ rung nhẹ hơn nếu các bạn muốn. Đấy, các bạn chỉ cần đổi cái position ở dưới thành 0/50 thôi. Thì sau khi đã xong cái bước như thế này rồi thì chúng ta sẽ vào cái mục camera này tiếp để chúng ta làm gì. Đây, một, chúng ta sẽ vào mục ở dưới là camera option. Như các bạn thấy đây là chúng ta sẽ bật tắt cái tính năng gọi là deep field của nó. Đấy, nó bật tắt. Thì mặc định chúng ta sẽ phải chỉnh cái phần focus distance này về cái khu vực cái ảnh đầu tiên này. Đây, chúng ta sẽ phải focus nó chỉnh về, các bạn chỉnh nó về. Đấy, ở mục đầu tiên như này. Thế các bạn click vào. Và sau đấy khi cái ảnh này của chúng ta nó zoom đến mục số 1 ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ chỉnh cho cái này nó lên về cái điểm ban đầu là 266.7. Đấy, như này thì nó sẽ nét. Đấy, và nó sẽ giữ như này chẳng hạn. Đấy, và sau đấy nếu như các bạn muốn cái phần phía sau này của chúng ta nó cũng nét nữa, chẳng hạn nó đến một đoạn như này, đến dây thứ hai này chẳng hạn. Đây, các bạn muốn nó nét dần lên chẳng hạn. Đây thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ nét dần lên. Đây, đến dây thứ hai chẳng hạn. Đấy, thì các bạn lại copy cái keyframe này. Đấy, các bạn paste sang đây. Đấy. Như này.
Đấy, chúng ta sẽ có cái như thế này. Khi các bạn đã chỉnh xong thì ở đây chúng ta sẽ bớt cái trường nét đi, chỉ để khoảng 100 thôi. Đấy, và các bạn sẽ chỉnh lại cái aperture này, chúng ta bớt đi một tí để cho đằng sau nó vẫn hiển thị tương đối nét, thì chúng ta chỉ để khoảng 100 thôi. Đấy, để nó hơi mờ mờ thế thôi. Đấy, xong chúng ta sẽ có đến đây, xong chúng ta có đến dây thứ hai. Đấy, các bạn sẽ kích click vào đây cái keyframe cho cái dây thứ hai. Đấy, thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn một cái cách rất đơn giản để các bạn có thể di chuyển cũng như tạo chuyển động cho một cái camera 3D ở trong Adobe After Effects. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.